Chị hai. Tụi Bi. Chị hai. Tụi Bi. Tụi Bi hai. Em có sao không hả? Em đã đi đâu? Em có biết em làm cho chị hai lo lắm không? Em xin lỗi chị hai. Con xin lỗi ba. Thằng khốn, mày đưa Ruby đi đâu? Mày có biết Ruby là ai không? Mày dám bắt cóc cô ấy tại cái nhà này. Anh Bằng không có bắt cóc em. Chính anh Bằng là người đã cứu và đem về nhà đó. Ruby, em phải biết phân biệt người nào là người xấu, người nào là người tốt chứ. Dương Dũng, Ruby đã nói như vậy rồi, anh còn làm khó người ta nữa hay sao? Em không thấy vô lý sao Kim Cương? Tại sao Ruby bị bắt cóc cả tuần nay không ai biết, mà chỉ có hắn ta biết thôi? Rồi đưa gì đây đúng lắm như vậy? Anh càng nghĩ càng thấy khó hiểu đó. Anh Cao Bằng, cậu tìm được Ruby ở đâu vậy? Dương à, cả tuần nay con âm thầm theo dõi Ruby, cho đến ngày hôm nay con thuyết phục cô ấy quay về. Khi cô ấy nghe tin, Kim Cương lo lắng quá mà phát bệnh. Nói vậy là Ruby tự ý bỏ nhà đi hay sao? Con xin lỗi ba, tại con nghĩ con phải là con gái của ba, cho nên con mới bỏ đi để không phiền lòng mọi người. Ruby à, em khờ quá à. Chị Hà đã nói rất nhiều lần với em rồi, em là em gái của chị và mãi mãi là em của chị, biết chưa? Chị ơi. Chú à, chú thử nghĩ đi, tại sao Ruby bỏ đi đâu không ai biết mà chỉ có một mình Cao Bằng biết? Chú không thấy vô lý sao? Thôi đủ rồi. Anh Dũng, tại sao anh cứ đổ tội cho anh Bằng vậy hả? Ruby đi đâu làm gì đều sẽ cho anh Bằng biết, bởi vì Ruby vô cùng yêu quý anh Bằng. Anh hài lòng chưa? Em Dũng. Bình tĩnh đi, dù sao cô ba đã về nhà an toàn rồi, mày đừng kích động nữa, có được không? Dũng. Em biết mà, anh sẽ không làm cho em thất vọng. Cảm ơn anh. Không có gì. Ruby à, nói cho chị biết đi, thời gian qua em đã ở đâu và làm gì hả? Ruby à, Ruby. Ruby. Diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Con Gái Bố Già, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Diễn Văn Một. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.